Thưa quý vị, vào chiều nay, Liên đoàn Mô tô Thể thao Thành phố Cần Thơ đã tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Liên đoàn Mô tô Thể thao Thành phố Cần Thơ hiện có 90 hội viên đang sinh hoạt tại 4 câu lạc bộ. Thời gian qua, liên đoàn luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, tham gia đoàn rước đuốc phục vụ đại hội thể dục thể thao thành phố, phối hợp với các hội câu lạc bộ mô tô thể thao các tỉnh thực hiện công tác bảo vệ an toàn lộ trình các đoàn đua xe đạp của quốc gia và khu vực giải đua xe đạp đồng bằng sông Cửu Long, giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng, cúp truyền hình Bến Tre, giải xe đạp truyền thống về nông thôn An Giang, dẫn đường các đợt diễu hành, các cuộc meeting, các lễ hội do thành phố tổ chức, đồng thời tham gia các hoạt động tặng quà cho người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số lẻ. Đại hội đã bầu ban chấp hành Liên đoàn mô tô thể thao thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 4 từ năm 2023 đến năm 2028, gồm 9 thành viên, ông Châu Đức Hải được bầu giữ chức chủ tịch liên đoàn.